Kính chào quý ông bà và anh chị em. Cha Du Xe Tiến Lộc của dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có sáng tác một bài hát rất là nổi tiếng là Gặp Gỡ Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Hôm nay tin mừng lời Chúa trong ngày thứ ba sẽ mang cái sứ điệp đó. Vậy giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-cêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùi. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-cêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người xâm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trong." Ông Gia-cêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, nếu như ngày hôm qua Chúa Giêsu đã gặp anh bầu ngay tại cửa ngõ thành Jerusalem, cửa ngõ thành Jericho, và đã cho anh thấy và anh đã đi theo Ngài để làm môn đệ của Ngài, thì hôm nay cũng trong bối cảnh Chúa Giêsu đã vào thành Jericho và gặp ông Gia-cêu, và từ đó cuộc đời của ông được hoàn toàn biến đổi. Chúng ta biết trước khi ông Gia-cêu may mắn được gặp Chúa thì ông là một người thu thuế, là một người giàu có, là đứng đầu của nhóm thu thuế. Ông là người Do Thái nhưng lại bắt tay với người Roma để bóc lột dân chúng đồng bào của ông. Như vậy thì ông là nối giáo cho chặt đấy. Trước cặp mắt của những người Do Thái, ông là một người phản bội tổ quốc, ông là người tha hóa, ông là người tội lỗi. Và mặc dù ông giàu có nhưng người ta vẫn khinh bỉ ông, khinh bỉ ông bởi vì ông là người kẻ tội lỗi. Thậm chí ông giàu có nhưng không ai chơi với ông hết. Hôm nay ông biết Chúa Giêsu đến và ông đã tìm mọi cách để gặp được Chúa. Ông leo lên cây sung bởi vì ông là người nhỏ bé về thể hình. Rồi Chúa Giêsu gọi ông mà nói: "Hôm nay tôi sẽ đến nhà của ông." Ông vui mừng đón rước Ngài vào nhà. Ông mở tiệc khoáng đãi Giêsu, và trong đó thì tất nhiên là có các môn đệ cũng khá là đông. Một bữa tiệc rất là thịnh soạn. Và trước mặt mọi người ông đã tuyên bố như thế này: "Hôm nay tôi xin tuyên bố, tôi làm thiệt hại gì cho ai thì tôi xin đền gấp bốn, và tôi xin bán một nửa, lấy một nửa gia tài của tôi mà tôi chia cho người nghèo." Đây là điểm mà cuộc đời của ông đã được biến đổi một cách rất là rõ ràng. Ông hoàn toàn thay đổi. Ông còn không còn ham tiền nữa. Ông không còn vì đồng tiền chi phối cuộc đời của ông, để cho ông trở thành một người tha hóa nữa. Bây giờ ông là cái người môn đệ của Giêsu. Và Chúa Giêsu tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến nơi nhà này, và tôi đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là sứ vụ của Đấng Cứu Thế. Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi, cho họ ơn hoán cải và biết được cuộc đời.
Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ trong khi chúng ta suy niệm tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời của những con người tội lỗi khi họ được đụng chạm đến Ngài, như là Gia-cêu, như là Ma-thêu, như là Maria Magdalena. Hôm nay chúng ta có thay đổi cuộc đời hay không khi chúng ta được nghe lời của Chúa, khi chúng ta được đón rước Giêsu trong mình thánh và máu thánh vào trong tâm hồn và căn nhà nội tâm của chúng ta? Chúng ta có được ơn biến đổi hay không? Chúng ta có nhận ra đó là đấng cứu độ? Chúng ta có nhận ra được cái phần phúc mà Chúa đến để cứu chúng ta hay không? Hay cuộc đời của chúng ta vẫn trở thành bình thường như tất cả bao nhiêu con người ở ngoài xã hội khác? Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta có thấy mình niềm vui hay không? Chúng ta có thấy hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta hay không? Hay chúng ta vẫn ở trong tình trạng của những người sống như không có niềm hy vọng, sống một cuộc đời chán nản, không có sức sống của niềm vui tin mừng? Xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta cảm nhận được Chúa yêu thương ta và đã cứu độ ta trong giây phút này, trong ngày hôm nay, khi gọi chúng ta là môn đệ của Ngài, cho chúng ta trở thành Kitô hữu, ban cho chúng ta sự sống thần linh của Ngài. Xin cho chúng ta cảm nhận được niềm vui ấy, và niềm vui ấy ước gì được lớn mãi trong cuộc đời của chúng ta.